theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn hiện áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía đông nam quần đảo hoàng sa và có khả năng mạnh lên thành bão gây ảnh hưởng đến nước ta Trước tình hình này, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền thực hiện kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển để có phương án tránh trú kịp thời. Các địa phương ven biển và vùng miền núi chủ động các phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân cũng như tài sản.